có những kỷ niệm mà cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Kỷ niệm với quê hương, với bạn bè, với tình yêu đôi lứa. Nhưng trên tất cả là kỷ niệm với cha, mẹ. Vì tình yêu nào cũng có thể đổi thay, duy chỉ có tình cha mẹ thương con là không bao giờ thay đổi. Có bao giờ bạn phải hối tiếc vì những điều mình đã làm cho cha mẹ không vui, hay những lời nói làm đau lòng cha mẹ, dù đó chỉ là những phút thiếu suy nghĩ? Cha mẹ lớn tuổi hay trách móc những chuyện không đâu, hay nói mãi một câu chuyện đến nhiều lần. Khi cha mẹ già yếu, đầu óc hay quên trước, quên sau, đôi khi làm cho con không vừa ý. Nhưng xin hãy nhớ, nhờ ai mà ta mới có được ngày hôm nay? Ai đã hy sinh cả một đời để cho mình có được hình hài và cuộc sống như thế này? Ai là chỗ dựa cho mình khi gặp trắc trở trong cuộc sống? Nếu một mai không còn cha mẹ bên cạnh, dù bạn có muốn được nghe cha rầy hay mẹ mắng, thì cũng chỉ là ước mơ không bao giờ trở lại. Người xưa có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Quả thật không sai, ai có may mắn được sống gần cha gần mẹ, được có cơ hội chăm sóc lo lắng cho cha mẹ lúc xế chiều, nên nghĩ đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình. Nếu một mai cha mẹ đi xa, dù con có đạt được điều gì trong cuộc sống, dù con có là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào bù đắp được sự yêu thương bao la không bờ bến mà cha mẹ đã dành trọn cho con. Đi khắp thế gian không ai tốt như mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mơ mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Con cha con mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đôi cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân. Nghĩa mẹ như nước
lòng son, công ơn cao dày đời con ghi nhớ chẳng bao giờ. Bao tháng ngày sống quên mình, đời cha nuôi dưỡng đoàn con, dầm sương dài nắng sớm hôn, đời mẹ gian nan tạo tần, vì con thân xác
cho con ơn trời ghi nặng lòng son. Công ơn cao dày đời con ghi nhớ chẳng bao giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ cúng mâm cơm thời chiều, xin mời ban nhạc lễ đổ ba hồi trống để thỉnh mời hương hồn của bà. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mâm cơm chiều, chúng con đồng dâng lên đền ơn cả hiếu. Chúng con xin phép được thỉnh mời hương hồn của má sống khôn thác thiên về đây chứng minh. Ân sâu xin trả xin đền, nếu thương ai tất cả đây cháu con đồng khởi thân thượng hương. Oh.
mỗi chiều mỗi tình đã hướng linh lái lòng đó có hội định sàng đó tài cầm hướng ân hướng quê thánh hướng đăng hiệu thánh hướng qua thánh hướng đăng triệu lời nay đạo triệu thánh hồn linh phụ bà được an tỏ nơi linh sàng mà thọ hưởng tất cả đây cháu con đồng hỡi thân đạch lễ kiệt thiện lễ tam bái bình thân giai quỳ khách như địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô đệ tử vui xin chư Phật mời hương chứng minh Đức Phật A Di Đà chứng minh cho đệ tử được tam sai hương linh của bà hồng phù thủy phát danh diệu kinh nam mô nhất sai hương linh được siêu sinh tịnh độ nam mô nhị sai hương linh sớm giảng sanh tây phương cực lạc quốc nam mô tam sai hương linh Phật bồ đề tâm rộng lớn lắng nghe kinh kệ tu học giải thoát quốc quốc mê độ cao năng phần quốc tổng thân có hoàng kỹ năng mưa dài dầu thâm ân nghĩa nặng bao la con làm sao đợt cả cho tròn má ơi má ơi chiều nay cũng vẫn là hương cũng vẫn là mỹ vị nó đang biến đầy trong cái khoảng hư không tất cả gia đình cô giáo con thật tông hoa thiết hưởng mong má hãy về mà thọ hương nơi dương trần lúc nào chúng con cũng nhớ và dân thương nhớ ơn cúc dục cao dày bây giờ chỉ thấy đình đài lạnh băng sớm hôm dân trẻ bông hoạch chút sao thiên chân bông dường xanh non biển xanh hương mật cứu mang tội thân giả hạt lo câu nhiều khi an tử không cầu cho cháu con mạnh khỏe ngại sao nói nhầm cổ vàng giọt
tiễn thân em về. Nhìn sao mà lại dân trước bóng hình của má con, giờ đây tỏ chút lòng son. Hôm nay ba bánh báo ấm lên bầu tơi, tất cả đây các con hiền đồng giáo thảo gửi thân thượng ca nhất tâm trời nhân nhà. Bình thân giai quỳ nam bơ mô giáo phủ bí mật bí thủy chân ngon tập đương kỳ công bầu đô ba ga bầu đô ba ga bầu đô ba 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 ga ga nam ba 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 bí mật ga hồng nam mô a la bảo như lai nam mô bảo giáo con đồng dân ta mọi tình hướng linh chứng minh tu nhận lộ ký đi đường ai chỉ ta tu nhân ta thầy ai chỉ ta thầy ta đang đây nhiều kinh sớm về cõi Phật hưởng cảnh an nhàn, mặc giới chúng sanh đều tròn thành thân đạo. Dân kinh nay đã hoàn mang, linh tự tại Bồ Tát, linh tự tại Bồ Tát, linh tự tại Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Đã hoàn mang lễ mâm cơm thời chiều, tất cả đi kéo con đồng với thân cảnh lễ kiện thiện lễ tất tứ mới. Mãn lễ tất cả đồng khởi thân tài sức mời anh biết thức dậy đảm hương linh tam lễ. Thank you.
sinh viên năm thứ vậy nhỏ đâu, nó có hai nhà trẻ quá, nó có hai năm 25 chưa, có không? Cao hơn, gần 50 đó. Ba anh coi là thêm muốn mày đó thôi hay đó. Thank you.
rồi. Hồi đó thấy như nhà cũng là một cái đơn giản mà giờ nhà bây giờ luôn cứ gần ngay ở đây luôn á hả? Gót vô vào vào đây Trang, đây Trang. Uống mấy lần không biết. Để uống mấy lần không biết kìa. Chưa. Không phải mấy lần trước uống bia không à. Gọi là uống bia không à, không có nhớ không? Uống nhớ. Rồi. Hai anh em mình để cho chú trẻ lại chút. Xin lỗi. Dạ 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 gọi con nghe. Chú với thím ở nhà ba mần quán trước nói xin lỗi thím. Ông già chồng rồi thím như vậy còn khỏe buồn lắm. Thank you.
tròn một niệm mi dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tàn thang nghi ức kiếp không cùng bảo hào quán sáng đời trước bảo tọa thân con anh hiền cúi đầu xin phát nguyện quy y chỉ tâm đảnh lễ nam mô tầm hư không biên lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn linh sơn hội thượng phật bồ tát chi tâm đảnh lễ đại bi quan thế âm đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng dương bồ tát đại hiếu mục kiền liên về khắp sông pháp giới đảo tràng mười phương quyến thành mây báo kiếp tường chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành Bồ Tát Nam Mô Hương Dân Cái Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Đại Bi Bồ Tát Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Ma Ha Ma Ha Ca Lô Ni Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cầm Kỳ Hê Hị Ma Bà Tát Bà Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dừng Cô Lô Xin Đọc Kiếp Di Đà Đọc Mẫu Vô Sân Đọc Trọn Thành Phật Đạo Môn Nam Mô A Di Đà Phật. Và bây giờ đệ tử trong các tăng quyến xin phát nguyện hồi hướng công đức để siêu độ vô hương hộp của bà cuối sinh Đức Phật A Di Đà chứng minh đại hiến một kỳ viên Bồ Tát đồng tác đại chứng minh rồi xin mời gia đình tăng quyến phát nguyện Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật rồi họ tên tuổi địa chỉ của mình ai có pháp danh thì bổ sung rồi nguyện theo nha nay đã hoàn mãn thời cầu siêu của ngày mùng 10 tháng 4 năm nhâm dần tất cả chúng con đều có công đức lành là đọc tụng vừa xong Phật kinh Như Lai và báo hiếu chúng con cúi sinh Đức Phật A Di Đà thiên văn và siêu độ cho hương hồn của má con là bà Hồng Thu Thủy pháp danh Diệu Kính từ trần lúc 1:30 ngày mùng 9 tháng 4 năm nhâm dần vợ thọ 85 tuổi địa chỉ ấp Cây Giang xã Long Điền huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu được đi tu học sớm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Nam Mô A Di Đà Phật đã hoàn mãn lễ đệ tử đồng trong tăng quyết khởi thân đảnh lễ kiền thiền lễ tân tứ bái Thank you.
Thoát chúng mê độ cao đăng Phật quốc.
và đây nội tôn khởi thân và chấm sơ tuần. Má ơi cũng bát cơm này chiều nay tay con nâng, tay con gấp để đền ơn cho má. Chiều nay lại nhớ thương nhiều, nhớ thương từ mầu đã một đời chắc chiêu. Vì con vì cháu mà chịu hy sinh, quả chi mưa nắng tấm thân dài dầu cắt ngõ hàng thân bậc quyến thuộc, bỏ lại cháu con chịu cảnh bơ vơ nơi trần thế. Mà đi đâu chúng con còn trong, chúng con còn đời. Nay má đã chọn con đường này, làm sao cháu con dám đời mà trong. Tại năm sinh được cả đời, mẫu thân nay đã biệt ly vô thần. Chúng con chưa đắp trọn hồi âm, mà nay má đã qua Phật còn đâu. Nhắc tôi thêm thảm thêm sầu, là con chưa trọn được câu sân thần. Chúc đời giảng quả cháu con
Thank you.
Thank you.
anh nghĩ